Trong tập trước của phần phim Mythical Titan thì thần nước Cameraman đã nhận lời giúp đỡ thế giới loài Cameraman. Nhưng khi tới đây thì đã đụng độ một vị thần lửa Speedman. Kết quả chưa hiểu rõ về nhau, họ đã lao vào và tấn công lẫn nhau. Cho đến khi trận chiến kết thúc thì thần lửa Speedman đã kể về một câu chuyện của cuộc đời mình, khiến cho thần nước Cameraman cảm động và quyết đi theo để cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Ducky, chết tiệt, mau dừng lại lũ khốn kiếp kia. Các người không có quyền sát hại bọn chúng. Tụi bay, nhìn kia, có kẻ to gan đến phá đám chúng ta. Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Lũ chết tiệt này, các người bắt những động vật để ăn thịt thì ta không nói. Tại sao các người lại tàn sát bọn chúng hàng loạt thế này? Mày là ai? Sao mày dám xen vào chuyện của bọn tao? Bọn tao muốn bành trướng lãnh thổ, bọn tao tiêu diệt tất cả muôn loài trên vùng đất này, biến nơi này thành căn cứ của bọn tao. Đáng ghét, ta chính là hiệp sĩ Tiberman. Ta đi khắp mọi nơi để giúp đỡ những sinh vật yêu đuối khác. Chết rồi, bọn chúng chết hết rồi. Không ổn rồi, mình bị thương rồi. Này, có vẻ như Tiberman này đã bị thương rất nặng, mau giúp đỡ cậu ấy đi. Gì thế này? Tiberman này tự làm tự chịu, mắc gì tôi phải giúp cậu ta? Hai, người khổng lồ này là ai vậy? Cậu nói cái gì vậy? Thần lửa Titan Speedman, không phải cậu muốn đi khắp mọi nơi bắt linh hồn của những kẻ xấu xa hay sao? Và Tiberman này cũng đã ra sức giúp cậu một tay rồi mà. Tôi đâu có mượn hắn liều mạng ra tay chứ. Tự một mình tôi có thể xử lý lũ quái vật hồi nãy. Cậu thật là... Nếu cậu không giúp đỡ hắn, vậy thì để tôi sẽ không để cho một người tốt như vậy chết được đâu. Này, Tiberman kia, ngươi còn sống không? Ngươi có ổn không? Tôi mất máu nhiều quá. Hai người rốt cuộc là ai? Hai người định làm gì tôi? Nhìn hắn kìa, đúng là một kẻ yếu đuối mà thích lo chuyện bao đồng. Đừng có phí sức cứu hắn nữa, vô công thôi. Cậu im đi, thần lửa Titan Speedman. Cậu không cứu hắn thì để tôi tự cứu. Này, ngươi sẵn sàng chưa? Ta sẽ truyền cho ngươi một phần năng lượng để ngươi có thể hồi phục lại cơ thể của mình. Mấy người cứu tôi à? Thật là ngu xuẩn. Như vậy thì làm sao có thể cứu hắn ngay lập tức được? Để ta phụ ngươi một tay, nhận lấy năng lượng lửa của ta nè. Hay lắm thần lửa Speedman. Lạnh quá. Gì thế này? Người của tôi. Hay lắm. Hắn không những hồi phục lại mà hắn còn trở thành một tay tinh thần thoại nữa. Mau giải phóng năng lượng của ngươi ra đi. Tôi biết rồi. Gì thế này? Sắp xếp sức mạnh của tôi là sấm sét hay sao? Hay quá. Cảm ơn hai ân nhân đã giúp tôi. Đúng là một tên phiền phức. Được rồi, ngươi mau cút đi. Không, Tiberman này sẽ tiếp tục trở thành đồng đội của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành bộ ba tái tinh thần thoại cứu giúp thế giới này. Ân nhân, hai ngày muốn tôi chiến đấu cùng hai ngày à? Tôi rất vinh dự. Cái gì? Tinh thần nước Cameraman kia? Ta cảm thấy người đi theo ta đã làm phiền phức lắm rồi. Ngươi còn tự ý nhận thêm một tên này nữa là sao? Tôi xin lỗi. Này, Tiberman kia, mặc kệ cậu ta đi, đừng quan tâm. Kể từ nay, cậu sẽ là thần sấm Titan Tiberman. Cậu sẽ là thành viên chính thức của chúng tôi. Cái gì? Hổ kiếp. Tinh thần nước Cameraman kia. Ủa, lời nói của ta không có trọng lực với ngươi à? Ân nhân, xin bớt giận. Đúng rồi, đừng ở đây cãi nhau nữa. Tôi biết có một chuyện kinh hoàng đang xảy ra ở vùng phía Bắc. Nơi đó từ một nơi sinh trưởng rất tốt đẹp, bỗng một đêm biến thành vùng đất chết. Cái gì chứ? Nhưng rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì?
cậu có biết không? Lúc tôi còn là một TV man, thân hình tôi quá nhỏ bé, không thể nào nhìn được tổng quát cả. Nhưng tôi thấy có những vật thể bay hình tròn vô cùng to lớn. Bọn chúng ở đâu xuất hiện từ dưới lòng đất và hút hết mọi sự sống ở khu vực đó. Cái gì chưa? Có chuyện đó xảy ra à? Vậy thì đứng đây làm gì nữa? Mau nhanh chóng lên đường đi. Xử lý xong lũ khốn đó, ta sẽ xử lý 20 sau. Đằng kia, ở phía trước kia. Vùng đất này đã thật sự trở thành một vùng đất tăm tối luôn rồi. Đâu, những thứ hình tròn to lớn mà cậu đã nói lúc nãy đâu? Sao chúng ta không thấy bọn chúng chứ? Chết tiệt, bộ mắt người mù à, tên cameraman kia. Bọn chúng nằm trình hình ở phía trước kìa, đang bám xuống đất để hút dinh dưỡng đó. Mau tới đó tiêu diệt bọn chúng đi. Hay lắm. Hay ông nha. Có hai ngày giúp đỡ, chắc chắn nơi này sẽ trở lại tốt đẹp. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng thôi. Chết đi. Lũ khốn kiếp. Này, thần xám tay thành tím em men, cậu đừng gọi hai chúng tôi là ân nhân nữa. Chúng tôi là đồng đội của cậu, xưng tên với nhau đi. Chết đi, lũ khốn quái gì đi. Hai người đừng có lèm bèm giống như đàn bà nữa. Mau tìm hiểu những thứ này đến từ đâu, tại sao bọn chúng lại hút dinh dưỡng ở vùng đất này. Mấy ngày trước khi tôi vô tình đi ngang qua đây thì thấy có thứ gì đó đã rơi từ chất trời xuống một vụ nổ rất lớn. Rồi từ trong vụ nổ xuất hiện những thứ hình tròn con mắt này. Sau đó nó tủa ra khắp mọi nơi, hút rất nhiều dinh dưỡng. Cái gì? Vậy là theo lời cậu nói, những thứ này từ ngoài hành tinh rơi vào trái đất của chúng ta. Chết tiệt, đáng ghét thật. Mẹ kiếp, lũ khốn đó có vẻ như chết hết rồi. Mau chia ra tìm thật kỹ, coi con nào còn sống nữa hay không. Hả? Âm thanh như vậy, khổ kiếp, điếc tai quá, khó chịu quá. Chúng mày đã giết hết những con mắt của ta. Hèn chi, ta không còn cảm thấy có năng lượng vào người của mình được nữa. Cái quái quỷ gì thế này? Ngươi là sinh vật gì thế? Ngươi tại sao lại muốn phá hủy vùng đất ở đây? Tôi nghĩ hắn là một quái vật ở ngoài hành tinh. Hắn muốn tới đây để hấp thu dinh dưỡng, hút lấy sự sống của hành tinh chúng ta mà thôi. Ồ, ngươi thông minh lắm đó. Tên có cái đầu tiên vi kia. Xin tự giới thiệu với các người, ta chính là chúa tể quái vật không gian, Cthulhu. Ta đã bị thương trong một trận chiến sinh tử. Ta khó khăn lắm mà đến được nơi đây và sử dụng hàng ngàn con mắt của ta để hấp thu sự sống ở nơi đây vào trong cơ thể của ta để ta chữa trị vết thương. Nhưng thật không ngờ, ta chưa kịp lành đã bị các người phá đám. Hả? Thật đáng ghét. Đừng nói nhiều với thứ chết tiệt này nữa. Mau kết thúc nó luôn đi. Khoan đã, là đầu thứ này rất mạnh thì sao? Hay là để một mình tôi ngăn cản hắn? Hai ngày nhanh chóng về báo cáo cho thần địa ngục và thần biển cả tới đây giúp đi. Cái gì? Ba tên ngu ngốc này, các người định tấn công ta? Ta nói cho các người biết, nguyên một đội quân của ta đang nằm ở hành tinh phía sau lưng của ta đó. Ta có mệnh hệ gì, đội quân của ta sẽ sang bằng cả hành tinh này của các ngươi. Tiến lên nào các anh em, tôi đã quan sát kỹ hắn rồi. Hắn bị thương rất nặng, chúng ta thừa sức tiêu diệt hắn. Không cần phải mời thần biển cả và thần địa ngục tới đây đâu. Vậy thì chúng ta cùng nhau hợp sức đẩy lùi thứ quái vật ngoài hành tinh này, cho hắn xuống địa ngục để thần địa ngục tiếp tục chừng trị hắn. Không! Mẹ kiếp chúng mày, hãy đợi đó! Chiến thắng rồi! Chúng ta chiến thắng rồi! Chưa đâu các cậu! Nhìn hành tinh ở đằng kia kìa! Hắn nói, đội quân của hắn đang chờ đợi ở đó! Bây giờ chúng ta phải cần qua bên đó, sẵn bằng hết tất cả! Nếu không đội quân của hắn di chuyển tới hành tinh của chúng ta thì không hay đâu! Được rồi! Vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi nào! Này! Hai tên ngu ngốc kia, đừng có làm chuyện điên rồ. Hành tinh đó chúng ta chưa biết như thế nào, đừng có dại dột mà sang đó. Hả?
Hốt kiếp, ta nói các ngươi không nghe thấy lời của ta à? Chết thiệt, hai tên đồng kia, mau đứng lại.